Hello, máy của tôi xin chào đến tất cả mọi người nha. Hôm nay thì em cũng vừa trở lại cửa hàng xe máy của anh Dương Mô Tô á, chuyên mua bán và trao đổi những dòng xe mô tô nè. Hôm nay thì cũng có về vài mẫu xe thì em trở lại đây cập nhật cho anh chị các bạn mình luôn ha. Ở trước mặt anh chị các bạn mình là dòng xe của hãng G-Face. Đó, con này là T-Win 250cc nha anh chị các bạn. Đó, nó là cùng hãng với Legend đó các bạn. Legend Galeman 200 á. Nhưng mà là con này là đời mới nha. Nó tới 250. Đó, có tên là T-Win. Xe rồi hai máy. Cái bô nó nổ rất là hay luôn nha anh em ơi. Con này mà đi mới được có 700 cây thôi nha. Đấy, bô nổ cực phê luôn. Nó nổ là y như là bốn máy luôn đó anh em ơi, rất là phê. Xe này còn mới nha các bạn, đi mới có 700 cây thôi nè. Đó, nói chung xe này còn ken lóc màu đen, biển số là 62 luôn ha. Hiện tại thì vừa mới về luôn, anh Dương để cho anh chị các bạn mình là 65.500, ok chưa? Thì địa chỉ cửa hàng anh chị các bạn mình nếu mà có nhu cầu quan tâm thì cứ đến ngay là 52 Lê Hồng Phong, Long Thành, Tân Hiệp với An Bình Dương nha, để mình trực tiếp xem xe cho anh chị các bạn mình. Đó, cửa hàng thì cũng có hỗ trợ ship xe cho anh chị em mà đã xa luôn ha. Rồi ok, mình sẽ bắt đầu đi vô trong. Vô trong thì cũng còn một em nếu anh chị các bạn mình. Đó, bên trong cửa hàng thì cũng còn dòng Lewin đó nha, và những dòng xe cổ điển em sẽ cập nhật cho anh chị các bạn mình luôn. Đó, đây chìa khóa thì chìa khóa mình gửi đây nha. Đó, đây phía trong đây này các bạn, rất là nhiều loại luôn. À đây có mẫu Legend 200 nữa này ha. À đây, đây và bên đây. Đó, ở đây mình xem con Lewin này trước ha. Còn T-Win 250 của hãng G-Face các bạn. Con này 2022 nè, cũng là đi 700 cây nữa các bạn. Con này nhiêu Huy? 67.500. Rồi con này nó ken hơn, mới hơn con ngoài. Nó là chủ phố nên là mình sang tên chỉ có 1% thế thôi. À chủ sang tên có 1% thế thôi, giá nó các bạn. Biển số là 95 nè các bạn. Biển 95, màu đen y chang như con bên ngoài luôn. Đó. Ok ha. Rồi, qua đây thì cập nhật luôn cho con các em Honda luôn đi. Honda CBF nè, 125G 2018 các bạn. Đó, xe này chạy phải nói là cực bền luôn á anh em. 125, biển là 43 ha, 35.500 các bạn ơi. Giá cực mềm luôn ha. Anh chị em mình có nhu cầu quan tâm dòng xe nào thì cứ trực tiếp mạnh dạn liên hệ qua số điện thoại trên màn hình, giá còn thương lượng giảm cho anh chị em mình thêm nữa nha. Đó. Rồi, tiếp theo là con bên đây. Con này biển số 12 Legend Enfield GT 650 vậy? À, máy rất là khủng các bạn. Đó, khủng chưa? Con này có xăng chưa thầy? Có, đề thoải mái. À. Khủng chưa? Gan tay đó anh em. Cái bô này là bô zin hay là độ vô hay? Bô này độ luôn nè. Bô nó rất là to nè anh em, không có dám nẹt lớn, hai bên đó rất là to. 2020 đi mới có 2000 cây thôi các bạn. Con này nhiêu ơi? 165 triệu các bạn ơi. Đó, xe còn quá ken luôn, quá đẹp anh em ha. Rồi tiếp theo thì lên trên đây thì còn W175 nè, Gebel 500. Qua đây là Legend, hãng G-Face Legend ha, 200cc. Anh em nào thích phân khúc nhỏ mà không thích T-Win nãy á thì mình nên xem em này. Đó, con này thì có thông tin xe trên đây mình đã đọc luôn ha. 2020, biển là 85 nè, đi được 9.000 cây, giá là 39.500 thôi các bạn. Đó, xe liền lạc rất là đẹp luôn, màu đen ha, yên có yên da nè. Đó, màu
Rồi ok. 39 triệu 500. Rồi, tiếp theo ha. Tiếp theo thẳng đây mình lướt con Gibel 500 luôn ha các bạn. Gibel 500. Đời 2019, biển là 59 A3 nè, đi được 10.000 cây, giá là 149 triệu nha các bạn ơi. Xe màu đen. Tất cả trên xe còn nguyên zin hết luôn. Đó, có lên được cái chống đổ hai bên nè. Một cặp chống đổ nha. Đó, con này đó, biển 59. Tiếp theo là bên đây. W175, đời 2018. Biển số cũng 59 A3 luôn, đi được 7.000 cây. Đó, 7.000 cây các bạn. Xe này thì tương đối là lùng nó khá thấp. Anh em nào mét 6 là ngồi đi vô tư luôn. Mét 50 đi cũng được luôn á. Hiện tại thì 49 triệu 500 nha anh em. Đi mới 7.000 cây à. Biển Sài Gòn luôn. Đó. W, xe đẹp, liền lạc, còn đẹp nha. Có hai túi da hay ở xa luôn nè. Rồi, tiếp theo thì trong đây là con này bán rồi ạ. Honda 250 bán rồi các bạn ơi. Rồi trên kệ là có con Honda đó kìa. Con này bán luôn hả? Rồi ok, bán luôn rồi. Bên rẻ bên đây cũng còn nè. Để chút xíu mình lướt lại cho anh chị em mình. Đây mình xem cái lô bên vàng bên đây trước đi. SH này bán chưa? Bán luôn hả? Quá, bán nhiều quá. Rồi đây là Honda NC700S các bạn. Đó, dáng rất là cao nha, khá nhìn rất là hầm hố cao, nhưng mà thật sự là anh em nào mét 65 là ngồi đi cũng được cái nè. Cái yên nó có chiều cong xuống đó, anh em. Đó, đi rất là thoải mái. Đây, khá là cao luôn. Con này nhiêu? 155 triệu nha anh em. Honda nha. Rồi tiếp theo là cũng Honda luôn, CB500X. Đó, màu xám xi măng. Hiện tại còn một chiếc duy nhất trong cửa hàng anh Dương nè. Con này 145 hả? À, trước là 149 và giảm còn 145 các bạn. Biển số 59 luôn, 2018. Con này đó, lâu lâu nổ cho anh chị em mình nghe ha. Về phần máy thì anh em mình cứ yên tâm nha đó, cửa hàng bán buôn bán rất là uy tín luôn, anh em khỏi cần lo về phần máy móc. Ok luôn, garanti thì thầm 45 triệu. Tiếp theo là bên đây là có Himalaya. Đó. Con này 400 thôi, 400 hay 500cc? 400cc 2019 nè. Biển 59 luôn, đi được 30.000 cây. Đó, con này anh em mình thấy cái nó khá cao không? Hầm hố nha. Nhưng mà nó rất là gọn nha, cái yên nó là nó có chiều co xuống rất là thấp luôn. Anh em mình ngồi vô tư, 65 là ngồi được rồi. Con này 82 triệu thôi các bạn ơi, 82 nha. Thích hợp cho mình đi đường địa hình nữa là ok luôn. À, cái là CB bên đó là còn có hai chiếc này thôi hả? CB 300G đúng không? CB 300G nè. Còn bên đây cũng là 300G luôn, còn hai chiếc à. Hai chiếc trong đây bán rồi. Hai chiếc màu đỏ bán rồi các bạn. Còn hai chiếc màu đen ha. Đây mình báo luôn. Con đầu tiên là đời 2020. Để mình vô đây ngồi luôn cho anh em mình coi cái dáng 65 mà ngồi xe này coi như thế nào ha. Đó, mét 65 là ngồi đi bình thường em này nha. Honda các bạn. Con này 2020, biển 75 nè, đi được 6.000 cây, 97 triệu 500 nha các bạn. Xe này muốn hết xăng nữa. Máy garanti còn thì thầm luôn nha anh em. 97 triệu 500. Đi được 6.000 cây. 2020. Biển là 75 nha anh em. Honda CB 300G. Bên đây cũng còn một chiếc nữa nè. Con bên đây có cảng nha. Con mình phía bên đây thì nguyên zin luôn, không có lên gì hết. Đây, con bên đây 2020 luôn, biển là 48. Con này đi nhiều hơn. 10.000 cây. Con này đi 10.000 cây. 96 triệu 500 nha các bạn. Giá cả trên là điều anh chị em mình nếu mà có quan tâm thiện chí mua thì có trực tiếp liên hệ qua trên số điện thoại màn hình thì còn giảm giá cho anh chị em mình thêm nữa nha. Cứ yên tâm nha anh chị em, mạnh dạn liên hệ qua số điện thoại. Rồi,
Bên ngoài này là có em MT03 này bán chưa? Bán luôn hả? Wow, hôm nay cũng thấy trống trống xe nha. Nếu mà mấy con mà bán ra, mình dắt ra là thấy trống luôn á. Bán hơi nhiều nha. Con này luôn hả? Con này là có hết cọc luôn rồi. Vậy là còn em CBG 650F kìa. Em 650F này nè, hổm mình có quay nè các bạn. Hôm nay lướt cái giá lại cho các bạn mình xem luôn ha. Em này nói chung còn thật sự là ken lắm các bạn ơi. Xe đỏ đen. Đó. 2018, biển là 60. Đi được 15.000 cây. 179 triệu nha các bạn. 179 triệu cho Honda CBG 650F. Mình không dám nẹt bô đâu, bô nó rất là lớn, anh em thông cảm nha. Anh em nào có nhu cầu quan tâm thì cứ đến trực tiếp cửa hàng để mình xem xe test máy luôn ha anh em. Rồi tiếp theo là qua bên đây, con này báo giá rồi ha, 179 nha các bạn, biển 60, 2018. Tiếp theo là bên đây là Honda CB 1000G các bạn, 2012 nè. Đó, con này cũng lên được cây bô, nổ khá to rồi, chắc mình không nổ máy được nha anh chị em, mình thông cảm nha anh em. Mình 219 triệu nha anh em. Biển 47 luôn nè. Đó. Anh em nào quan tâm trực tiếp đến cửa hàng để xem xe cho nó kỹ nha các bạn. Trong khi có video mình quay á, nhiều khi anh em xem cũng chưa có mấy gì kỹ đâu. Đây là con Honda. Honda CB 350. Đó. Con này 2022 luôn nè các bạn. Xe còn mới lắm nha. Con này đi được có 13 cây à, không mới sao được. Đồng hồ là bao không tua nha các bạn. Đó. Bị 61 luôn, rất là mới luôn nè. Bấm phát là nổ liền các bạn. Kính rin là còn đầy đủ hết. Rồi Honda CB 350. Đó. CC ha. Con này bao nhiêu? À, con này còn 189 triệu, giảm 6 triệu các bạn. Hổm 195. Giờ hôm nay là giảm cho anh chị em mình 6 triệu nè. Anh em nào có thiện chí mua cứ trực tiếp nha, liên hệ nhanh nha anh em mình. Rồi, tiếp theo là con bên trong đây là Suzuki GZ. Con này biển số Sài Gòn luôn anh em ơi. 2019. Đi được 10.000 cây nè. Có thùng hai bên và tựa lưng luôn. Đó. Xe thì trông thấy là còn đẹp nha các bạn, máy nó còn sáng trưng luôn nè. Đó. Từ con ốc luôn ha. Dàn xi ở trên này còn rất là sáng luôn. Từ trước càng sau luôn ha anh em. 55.500, giá còn thương lượng bớt nữa nha các bạn. Đó. Bất lập cho anh em mình có đam mê chơi. Rồi. Lên trên đây thì có những dòng xe mà nó là đúng chất cổ điển luôn anh em ơi. Đây. Em đầu tiên ngoài này là 883 nè. Em này không biết kêu bằng tên gì đâu, mình kêu 883 luôn anh. Atlay. Atlay à. 883. Đó, Atlay XL 883 các bạn. 209 nha. Anh em nào mà có chơi cái dòng xe này thì nhìn xe rồi biết liền ha anh em. À, biển số Sài Gòn. Đó. Đi được 10.000 mai. Nó dán rất là ngầu chưa. Con này 209 nè. Em lướt sơ thôi, em này thì em có quay đi quay lại hoài nè anh em. Đây, bên trong đây là có Atlay Swift 750, con này 2015, biển 43, đi được 14.000 cây, giá là 179 triệu. Còn một chiếc duy nhất nha các bạn. Trong kia là còn một cặp Kawasaki Vulcan 650S, là còn hai chiếc nè. Đồng giá luôn là 165, 2016 hết nha các bạn. Còn ở trong kia là biển 68 Kiên Giang, rồi con ngoài này là biển 65 Cần Thơ. Đó. Cần Thơ với Kiên Giang các bạn ơi. Ok, xe còn liên lạc, con này còn nguyên zin và bên đây là có lên cảng, cảng sau và cảng trước nha các bạn. Con biển Kiên Giang đó. Đồng giá 165 nha anh em. Rồi tiếp theo thì em sẽ lướt sơ sơ qua cho anh chị các bạn mình những dòng xe trong cửa hàng còn những dòng xe gì á. Anh em mình nếu mà cần quan tâm thì cứ liên hệ qua số điện thoại trên màn hình để được tư vấn.
giá cả hoặc là chi tiết mua xe như thế nào nha. Và clip sau em sẽ cập nhật cho anh chị em mình thêm. Đây là có Z650 của hãng Kawasaki nè. Và đây là có Honda CB 650G, là còn một cặp luôn nha anh em, hai màu luôn. Đó, bên đây là có BS Tom 500 2022 luôn, mẫu mới luôn nha các bạn. Rồi, ngoài này thì có Jeep, con này Lewin. Jeep Lewin. Con này của hãng Chium nữa các bạn. Hãng Chium chứ không phải là hãng GFS nha như lúc nãy nha các bạn. Đó, con này 2018, xe còn đẹp lắm. Tiếp theo là con Z800 ABS. Đó, còn một cặp luôn nha các bạn. Đây là có Ninja 650 nè. Và Ninja như là 400 đúng không? 400 G3 đời mới. Đó, G3 đời mới nè. Anh em nào quan tâm chụp màn hình gửi qua Zalo nha. Có ảnh video cho anh chị em xem và báo giá luôn. Đời cũ cũng có luôn. Màu xanh, màu đen. Đó, xanh GB. Đó, G3 nha các bạn, Yamaha G3. Ở bên đây là có Honda CBG 500. Đó. 2019 nè. 500cc nha các bạn. Honda CBG 250. 250 thì còn một cặp nè. Honda CBG 150. Mẫu mới luôn. 2021. Thuộc upside-down ABS luôn nha các bạn. Y chang như là 250 luôn các bạn ơi. Này có 150cc thôi nha. Ở đây là màu đen nhám, cũng là CBG 150 luôn. Đó. Đây cũng vậy luôn, con này bản HRC nè anh em. CBG 150G HRC. Đó, anh em nào muốn biết thêm thông tin chi tiết về những dòng xe trong cửa hàng á và giá cả như thế nào á, thì mình cứ liên hệ qua số điện thoại trên màn hình nha. Em chỉ lướt cho anh chị các bạn mình xem những dòng xe, còn những dòng xe gì để mình cần tìm mình có thể liên hệ mình mua nha. Đó, thì video em chỉ cập nhật tới đây á. Cảm ơn anh chị các bạn theo dõi video. Hẹn gặp anh chị các bạn mình trong những video tiếp theo.